thời gian, cuộc đời và thế sự luôn cuốn hút, xô đẩy ta vào dòng xoáy của công việc hàng ngày. Thế nên, mỗi khi kỷ niệm một chặng đường đã qua, lòng bỗng thấy bồi hồi, xốn xang, đón nhận bao ký ức ập về từ trong sâu thẳm của quá khứ. Vừa gian nan, quyết liệt, đầy thử thách, vừa mênh mông, mang mát, êm đềm. Lịch sử 40 năm của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là một trường hợp như thế. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, tiếp nhận đài truyền hình của chế độ cũ mang tên Tổng cục Truyền thanh Truyền hình và Điện ảnh Việt Nam để biến nó thành Đài vô tuyến truyền hình Sài Gòn Giải phóng và lên sóng ngay đêm 1 tháng 5, nhanh đến mức thần kỳ, ngoài sức tưởng tượng. Vậy mà các khoảnh khắc lạ kỳ, vĩnh viễn tràn ngập cảm xúc đó đã trôi qua tròn 40 năm như một giấc mơ. Đó cũng là thời gian mà HTV đã gắn chặt đời mình với số phận đất nước vinh quang và bão táp. Truyền hình và biết bao khán giả thuộc các thế hệ khác nhau giờ đây còn nhớ rất rõ tên các tiết mục, các chương trình, các sản phẩm truyền hình thân quen như Những bông hoa nhỏ, Khéo tay hay làm, Đố em, Các vợ cải lương, Tiếng trống mê linh, Bên cầu dệt lụa, Thái hậu Dương dân nha. Những bộ phim như Bên lề 30 tháng 4, Cô nhiếp, Chung một dòng sông, 17 khoảnh khắc mùa xuân, Trên từng cây số, Con bạch tuộc, Tiếng chim hót trong bụi mận gai, vân vân. Những buổi truyền hình bóng đá thu qua đài vệ tinh, các chương trình ca nhạc Eurovision, nhạc nhẹ, giao hưởng, thính phòng, vân vân. Số anh em được bổ sung cho đài từ nhiều nguồn đã làm cho các sản phẩm truyền hình phát triển nhanh về số lượng và chất lượng. Những điểm nổi bật của HTV được cả nước ghi nhận là sân khấu kịch nói, cải lương, Trong nhà ngoài phố, các chương trình ca nhạc, bản tin thế giới, công tác thiết kế mỹ thuật, các bộ phim truyện, phim tài liệu chân dung danh nhân, các phim ký sự đường dài, vân vân. Miệt mài cùng dòng đời, cùng đất nước, vượt qua bao thử thách nặng nề của nội tại đất nước, của các cuộc chiến tranh biên giới, của sự bao vây cấm vận, của sự thù địch từ bên ngoài, đe dọa toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, vân vân. Chính là tính cách, là bản lĩnh mà HTV tiếp nhận được từ bản chất, từ truyền thống anh hùng của dân tộc chúng ta. Tôi thấy cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà đầu tiên có đào tạo anh em tại chỗ, rồi đào tạo cho anh em các tỉnh. Thí dụ như Đài Cần Thơ, hồi đó đâu có anh Tráng. Lấy phim từ Sài Gòn, nó phát từ Sài Gòn tối, sáng đưa xuống ra xe đò, đưa xuống Cần Thơ, tối Cần Thơ mới phát. Mà cái bành nó bự. Đấy, thành ra do đó đó, sau này cái xây dựng cái Đài Cần Thơ đó là phải đưa chuyên viên in đáng xuống dưới làm. Cụ thể là như anh Hoàng Thái, anh vừa chết. Cộng là với cái số anh em ở điện ảnh Tây Nam Bộ, như là anh Bảy Triển, anh Trần Công, Trần Chí Công rồi cái đó, thì mấy anh đó thì cùng làm. Rồi tụi này ra tới Quế mà. Quế để phụ với lên đài, thành lập đài. Rồi giờ trở về Nha Trang, Đà Nẵng. Thành ra thời gian đó thì tụi này đi liên tục, không có anh em mà nòng cốt quá thì đi liên tục để đào tạo cho các đài. Thành ra các đài dựng lên đâu cùng lúc, tùy cái điều kiện. Mà Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu là cung cấp phương tiện kỹ thuật cho họ.
Mà cái đó là công của anh Hiếu. Lúc bây giờ anh Hiếu là phó giám đốc của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Vì hồi xưa Sài Gòn đó là trung tâm, thì nó cung cấp toàn bộ chương trình cũng như là thiết bị linh kiện cho hệ thống truyền hình miền Nam ra đến tận Quế. Thì bây giờ mình tiếp quản, mình phải nhận trách nhiệm đó. Đây thì cái trách nhiệm nặng nề như thế, nhưng thì cũng dưới là phương châm cũ là phát động anh em kỹ thuật của Sài Gòn để cùng với chúng ta giải quyết. Thì lương bây giờ thì nó chia ra mấy loại. Loại mà anh em ở A về đó, thì là lãnh theo lương của miền Bắc đó. Cái số mà ở R ra như tôi là lãnh theo sinh hoạt phí đó. Còn cái số anh em cũ thì mới chia ra lại làm hai. Cái số mà khu vực hành chánh đó, thì lãnh là tháng là 10.000, 10 đồng chứ, 10 đồng chứ phải 10.000. Còn số anh em cũ thì là được hưởng đúng chế độ lương mà của chế độ cũ. Ngay từ đó thì chắc qua đó phát triển thêm. Nhưng mà trong lúc đó bây giờ đó thì Nhật Bản đã gửi ông Kimura, ông gửi sang một cái đài nhỏ thôi, đắp trên lưu động, cái đài lưu động để ủng hộ. Chúng tôi mang cái đó ra đưa cho máy bay ra Hà Nội đi dự cái đại hội đảng lần thứ tư ở thủ đô. Hay lắm. Đại hội 4 đó, chúng ta đưa cả một cái xe tường thuật màu lên máy bay ra ngoài Bắc để mà chúng ta ghi hình cái đại hội 4. Mà cái đó nó cũng có cái tiếng vang về chính trị rất lớn, là vậy đồng bào nó nói đấy, mà cách mạng nó vô có thời gian ngắn thôi mà nó phát màu rồi. Trong giải phóng cũng như là ở ngoài Bắc lúc bây giờ, cái về cái đội ngũ quay phim của truyền hình đó là hình như là rất là ít, chỉ có một cái số người lưu dung thôi. Thì những người đó thì một phần cũng còn làm việc công tác với đài truyền hình. Thì lúc bây giờ thì chờ có một cái là mỗi tỉnh đó họ gửi cho hai người, như là từ ở ngoài miền Trung, như là Nha Trang, Phan Thiết, Phan Rang trở vô cho tới Cà Mau, mỗi tỉnh gửi hai người. Mình đào tạo xong là cùng một số là đào tạo tại ở tại đài, như là Nguyễn Hoàng, rồi Trấn Động Anh Quốc đấy, rồi Thái Bình đấy, mấy người đó thì bây giờ là làm việc đạo diễn quay phim, cũng có uy tín ở đối với đài truyền hình. Thì mỗi tỉnh khi về đó thì đài phát cho một cái máy quay phim 16 ly là làm công tác viên. Lúc bây giờ đài truyền hình ở Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ đó rất là phong phú, tin tức phong phú các tỉnh. Nghĩa là hình như là đêm nào cũng các tỉnh cũng có hình. Vì họ quay rồi họ gửi về, rồi ở này là tráng ra rồi làm thôi. Mà lúc đó là phim nhựa. Nhìn lại những hình ảnh tư liệu của HTV về những ngày đầu giải phóng, về buổi ra mắt Ủy ban Quân quản, về lễ mừng chiến thắng 15 tháng 5 năm 1975, hay cuộc bầu cử Quốc hội Thống nhất năm 1976, lòng thật sự bồi hồi. Đó là những dấu ấn không phai mờ, tràn ngập cảm xúc của lịch sử, là những khoảnh khắc vô giá của quá khứ huy hoàng được ghi lại để truyền cho hậu thế. Lúc bấy giờ, nhân lực của HTV còn rất ít, thiết bị kỹ thuật còn rất thô sơ, phóng viên và kỹ thuật viên tay nghề chưa cao, công nghệ lạc hậu. Nhưng nhiệt tâm và sự háo hức nghề nghiệp thì không thể đo được, rất giống như tinh thần xả thân của các phóng viên, các nhà quay phim chiến trường trước đó không lâu. Đó chính là thế hệ vàng đầy tâm huyết một thời của truyền hình giải phóng, mà cho tới hôm nay, mỗi lần nghĩ lại, lòng vẫn đầy tự hào và thật sự kiêu hãnh. Đây là hình ảnh bà Ngô Phụng Ánh, trưởng phòng thời sự đầu tiên của đài,
một người dày dặn kinh nghiệm, suốt ngày bận rộn với công việc. Nói về đội ngũ đã được đào tạo từ năm từ đó tới giờ thì phải nói là có một số con em của đồng chí mình gửi vào, rồi anh em tại chỗ mà không phải là ngành nghề nhưng mà cũng vào thực sự cũng hòa nhập được. Thì có người mới thì có Minh Thu nè, Tô Văn Mậu nè, Duy Dũng nè, người tại chỗ thì có Đỗ Thành Tâm. Đỗ Thành Tâm có năng lực lắm, phát triển được cái ưu điểm của người nắm việc, đồng thời là được chúng ta bồi bổ thêm nhiệt tình, thành ra là anh em làm được tốt cả. Tôi rất là cảm kích để xem lại những hình ảnh mà chúng tôi vừa được xem. Và tôi cho đến ngày hôm nay là đã 40 năm trôi qua thật là nhanh. Và tôi lúc mà vào đài truyền hình, ngày xưa nó gọi là đài truyền hình Giải Phóng, lúc đó tôi là một sinh viên. Thì khi đó thì tôi được phân công về phòng thời sự và được là làm công tác là phóng viên thể thao. Tôi hoàn toàn không biết, nhưng mà thật sự được sự giúp đỡ của những người phụ trách ở đó và những anh em chế độ cũ, những kỹ thuật viên, và những anh em ở ngoài Bắc, Trung Nam đều giúp đỡ rất nhiều. Thì sau 2 năm thì tôi cũng cảm thấy cũng cập nhật hóa được và cũng làm việc được. Trữ lượng 100 triệu thùng, ước lượng trị giá 1 tỷ rưỡi đô la. Duy chỉ có điều người ta khó lòng tưởng tượng nổi hình ảnh những cái bơm hay thậm chí một tháp khoan. Qua 20 mấy năm làm việc rồi, nhưng mà có thể nói có những cái cảm giác là nó vẫn còn giống nguyên như lúc đầu. Tức là phải nói một cách thật chính xác là đó là cái sự ngưỡng mộ nghề nghiệp nó còn cao hơn cả là lòng yêu nghề nữa. Thì ngày đó là mỗi khi mà tôi còn nhớ đấy, là trước khi mà phòng biên tập các chương trình Thu Qua Vệ Tinh được thành lập vào năm 91, thì những năm trước đó thì mỗi ngày cũng có cái dịp để được xem một cái bản tin gọi là bản tin thế giới Thu Qua Vệ Tinh, mà do cái tổ Hoa Sen của phòng chương trình HTV Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thì lúc mà nghe cái giọng của các anh chị đọc trên cái bản tin đó thì rất nhiều người là ngạc nhiên. Thì có thể nói là ai cũng rất thích cái đó, cái sự truyền đạt rõ ràng, thông tin thì là hấp dẫn, thú vị, và cách trình bày của các anh chị thì rất là mạch lạc, để khiến cho những người ở nơi xa xôi nhất, ở những cái miền hẻo lánh thì người ta cũng có thể hiểu được. Ở cái thời điểm đấy thì quý vị khán giả cũng biết rồi, truyền hình chúng ta lúc đó là chỉ có 1-2 kênh và thời sự là chính. Cái giờ mà dành cho phim truyện thì có thể là đếm trên đầu ngón tay. Thành ra có thể nói là phát thanh viên chúng tôi, nghĩa là trên từng cây số, và tổ phát thanh viên lúc bây giờ trên 10 người, thì có thể nói là thay phiên nhau liên tục, có thể nói là lên sóng, nghĩa là gần như hàng đêm, và đi trực từ lúc mà có mặt từ 1:30-2 giờ cho đến khi hết phát sóng. Thì chúng tôi phải duyệt tin, thời gian trước khi duyệt tin là 4 giờ thì phải đọc báo, để cập nhật các cái tin tức hàng ngày, để trao đổi nghiệp vụ với nhau này nọ. Thế và làm sao mà để đúng 6:30 chỉnh đèn xong xuôi là chúng tôi đã sẵn sàng trên các cái vị trí của mình, để coi như là 7:15 là chúng tôi đã coi như là chuẩn bị cất cánh đấy. Chúng tôi cứ đùa là như thế. Các thế hệ mà sau này là tiền bối của Khải Hoàn hết thì là chú Minh Đạo, cô Lan Hương, cô Việt Hà, cô Kiều Oanh. Thế thì đấy là những bậc thầy mà Khải Hoàn đã được nghe tiếng và đã ngưỡng mộ từ khi còn rất nhỏ. Nhưng chỉ đến cái năm 76 khi vào thi ở đài Thành phố Hồ Chí Minh thì Khải Hoàn mới được nhìn thấy các thầy cô. Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó phòng thời sự trước đây, ban thời sự và nay là trung tâm tin tức, cũng đóng góp một phần công sức. Các cô chú, các anh chị đi trước, ngày xưa thì làm việc trong cái điều kiện rất là khó khăn, thiếu thốn về máy móc, thiết bị, thiếu thốn về đầu tư. Tuy nhiên, với cái tinh thần nhiệt huyết của mình, tự tìm tòi, tự sáng tạo, và đã vượt qua được những khó khăn như vậy, và đã giữ cho cái làn sóng về tin tức, cái dòng thông tin chủ lưu thời sự hàng ngày
trên sóng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nó được trôi chảy và nó được tiếp nối cho đến ngày hôm nay. Chúng tôi là những người đi sau và tiếp nối cái sự nghiệp rất là vẻ vang đó thì cảm thấy rất là tự hào. Tự hào vì mình đã có những cô chú, anh chị đi trước đã mở ra con đường cho chúng tôi có thể tiếp nối và viết tiếp cái trang sử của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và cũng xây tiếp cái cầu nối thông tin với khán giả của thành phố và cả nước. Thông qua đó thì chúng tôi cũng học được rất là nhiều những bài học kinh nghiệm. Đội ngũ biên tập đẩy mạnh hơn nữa về các cái chương trình thời sự tin tức, phải nhanh hơn, phải kịp thời hơn và có trách nhiệm xã hội hơn trong khi mà đưa các cái thông tin, đưa các cái chương trình thời sự của đất nước, của thành phố mà Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đang có một cái kết nối hơn 43 tỉnh thành trong việc truyền tải các chương trình thời sự trong nước cũng như là quốc tế đến hàng ngày đến người xem đài. Là ông Bá Việt. Riêng bản thân tôi thì làm từ năm 1973, tức là sau khi tốt nghiệp đại học rồi đó, thì tôi mới thi đậu vô cái Đài Truyền hình Sài Gòn. Đó, thì làm đến năm 30 tháng 4 năm 75 thì giải phóng. Dạo đó đó, điều kiện anh em làm việc đó, là nó còn thô sơ lắm, với lại nó còn thủ công. Toàn bộ đài truyền hình lúc đó là chưa có hệ thống màu, chỉ là đen trắng thôi. Thì cái phòng của tụi tôi, cái phòng đó trước giải phóng á, thì nó gọi là cái phòng gọi là phối trí mỹ thuật. Nhưng mà sau năm 75 đó thì nó đổi lại gọi là phòng thiết kế mỹ thuật. Thì chịu trách nhiệm toàn bộ về vấn đề mỹ thuật của đài truyền hình. Thì trong đó về cái mỹ thuật nó chia làm hai cái mảng. Một cái mỹ thuật về đồ họa, tức là thực hiện những cái bản chữ, những cái camera card, và một cái nữa là thực hiện cảnh trí ở trong phim trường. Thì phải nói là như tôi nói ban đầu là tất cả anh em nó làm toàn là thủ công, những cái bản chữ cũng phải kẻ bằng tay, cảnh trí cũng vậy, cũng là toàn bộ là vẽ trên giấy rồi đóng cảnh bằng tre, bằng gỗ, chứ là không có những cái điều kiện giống như bây giờ là sử dụng bằng vi tính rồi. Rồi đồ họa thì phải qua hệ thống vi tính hết thì nó rất tiện dụng. Còn hồi xưa toàn bộ là đều là thủ công. Sau khi chúng ta phát xong đêm đầu tiên mùng 1 tháng 5 năm 1975, Đài Truyền hình Sài Gòn giải phóng xong, thì chúng tôi triển khai tất cả mọi việc, trong đó có việc là chuẩn bị để nghiên cứu và phát sóng ngay đài FM. Thì tôi và được anh Nguyễn Ngọc Ngoạn được phân công sang đài FM nghiên cứu và báo cáo lại cho lãnh đạo biết cái tình hình toàn bộ cái đài như thế nào. Thì khi chúng tôi qua đó thì chúng tôi gặp hai người thôi. Đó là anh Vạn Thái Sơn, người Nam Bộ, chuyên về kỹ thuật, đã được đào tạo bài bản ở Mỹ. Người thứ hai là chị Nguyễn Thị Xuân, chị là phụ trách về biên tập âm nhạc, cũng như là ráp nối băng, rồi là tổ chức để mà lên sóng. Việt Nam lúc đó mà làm ở đài FM chỉ có hai người thôi, còn lại là Mỹ không. Thì đài FM là phát trên tần số 99.9 MHz theo hệ FCC của Mỹ, chuyên phát nhạc, phát ca nhạc, giao hưởng, thính phòng, nhạc nhẹ của các nước trên thế giới và báo giờ. Chỉ làm hai việc đó thôi. Khoảng cuối năm 78, đầu năm 79 thì lúc đó là đến đài coi như là có gặp chú Lưu Cầu. Chú Lưu Cầu là phụ trách cái đơn vị đài FM hồi xưa là 99 MHz.
Thì họ, lúc đó có tên là Đài Tin Tức và Ca Nhạc. Thì lúc đó thì chú cũng cần một cái người là vừa có trình độ ngoại ngữ Anh Pháp thì cũng có một hai trong hai thì càng tốt, mà không có thì cũng phải có một cái là xong, có là phải trình độ âm nhạc phải ok. Thì chú cũng test qua mình, chú cũng thấy ok, làm được thì chú mới nói là thôi chuyển vẹ về. Thì lúc đó mình mới chuyển từ bên Sở Văn hóa Thông tin về với một cái con người yêu âm nhạc, coi như là đúng ngay cái đam mê của Yến luôn. Cho nên là tự nhiên thích vô cùng. Và từ đó cái say mê nó dẫn dắt mình, rồi học hỏi thêm chú Lưu Cầu mới đi vào cái nghề biên tập càng ngày càng vững vàng hơn. Thì là cái thu của Đài FM đồng thời nó phục vụ cho truyền hình, màn ảnh. Có những cái chương trình đưa lên màn ảnh thì cấu tạo lại, sắp xếp lại. Còn chủ yếu là cái phần tiếng là thu bên FM, thì cái phần tiếng đó là để cho FM đi dùng phát hàng ngày. Khi chúng ta làm thì chúng ta là mở rộng cái nội dung ra và rất là sáng tạo, là chúng ta phát thứ nhất là có giao hưởng thính phòng tất cả các nước trên thế giới. Những ca khúc nhạc nhẹ và nhạc nhẹ của thế giới là hai. Cái thứ ba, chúng ta có ca nhạc cho thanh niên, cho thiếu niên là ba. Chúng ta có sân khấu, những cái vở diễn rất là nổi tiếng. Và đồng thời đặc biệt là tôi có mở một cái mục là tài tử cải lương Nam Bộ. Cho nên là cái Đài FM ấy được khán giả, khán thính giả của đài truyền hình Sài Gòn Giải Phóng lúc đó, rồi sau này là đài HTV luôn luôn có thơ gửi đến động viên, chúc mừng và rất khen ngợi Đài FM. Sau đó thì mình được chuyển qua bên hình, làm cũng làm cái nhạc nước ngoài luôn. Thì chương trình hiện nay nó gọi là Giai Điệu Bốn Phương. Và thêm một cái nữa là hát với Giai Điệu Bốn Phương. Giai Điệu Bốn Phương thì là những ca khúc nước ngoài, nhưng mà ca sĩ gốc là người nước ngoài. Còn hát với Giai Điệu Bốn Phương là những cái bài hát nước ngoài nổi tiếng mà được các nghệ sĩ Việt Nam hát lại. Mình nghĩ là với một cái gắn bó với đài như là một cái nhà thứ hai của mình, cho nên là mình cũng lúc đó có nhiều người cũng có khi ở lại đài, có khi cũng đi đơn vị khác, nhưng mà mình thì nhất định là ở lại, ai có rủ rê cũng không đi. Mùa xuân ta đang tìm ta. Những hình ảnh quý giá về các hoạt động của đoàn ca nhạc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh khiến ta nhớ lại một thời hoàng kim về ca nhạc truyền hình của thành phố được cả nước mến mộ. Chương trình tập hợp được đông đảo các nghệ sĩ trứ danh, các đoàn ca nhạc chuyên nghiệp do đoàn ca nhạc của đài làm nòng cốt và chủ lực. Nhiều buổi biểu diễn ghi hình có đông đảo người xem đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong đời sống âm nhạc của thành phố. Lúc đó, chỉ riêng HTV mới có đoàn ca nhạc nhẹ riêng của mình. Ngoài phục vụ cho đài, cho khán giả thành phố, còn biểu diễn ở biên giới để phục vụ bộ đội, thanh niên xung phong và nhân dân địa phương. Sự hoạt động sôi nổi của đoàn ca nhạc không chỉ làm bừng lên không khí say mê ca hát ở thành phố, mà còn lan tới nhiều vùng đất nước, nhất là thời kỳ thịnh hành của phong trào ca khúc chính trị, ca nhạc thính phòng, ca nhạc nhẹ. Thật không hề dễ dàng tìm được một tấm vé để dự khán chương trình của đoàn. Điều cuốn hút lớn nhất là chất hoành tráng, bay bổng, trữ tình và lãng mạn. Lúc ấy là anh Bố Quyền là trưởng phòng văn nghệ, nhưng tôi phụ trách về cái mảng âm nhạc. Thì tôi chủ trương là thành lập một cái đoàn biểu diễn và phát triển cái biểu diễn ra bên ngoài luôn, ngoài cái chương trình phục vụ cho màn ảnh. Nhưng mà nếu mà với một cái lực lượng mà chỉ là những anh em cách mạng thì không thể đáp ứng được nhu cầu. Cho nên chúng tôi đã tập hợp được rất nhiều những anh em nghệ sĩ của Sài Gòn lúc đó. Ví dụ như trong ban nhạc thì chúng tôi có những anh guitar như anh Quốc Dũng đấy, hay là guitar bass thì anh Lý Được, hay là trống thì anh Mạnh Tuấn, về sau có anh Hồng Hải,
sắc xô thì có anh Thanh Tòng, anh Hoàng Vĩnh, rồi organ thì chúng tôi có anh Hoàng Mạnh, trước thì cũng là pianist, nhưng mà về sau thì chúng tôi lại sử dụng là cái chức năng là organ. Và cùng với anh Xuân là em anh Hoàng Mạnh và rất nhiều những anh em khác nữa. Thế còn dàn dây của chúng tôi lúc đó thì có tôi là sếp orchest, cùng với anh Tài, anh Thường, anh Việt anh Sơn, chị Thu Anh. Rồi khi mà thu thì chúng tôi bao giờ cũng phải mời tất cả những các cộng tác viên khác đến để hỗ trợ, tạo nên một cái lực rất mạnh cho ban nhạc. Ở ngoài Bắc thì chúng tôi theo cái xu hướng nhạc cổ điển. Nhưng mà khi chuyển về Nam ấy, thì là thị hiếu trong Nam ấy, người ta thích cái loại nhạc nhẹ. Thì muốn cho cái ca khúc cách mạng người ta thưởng thức được, người ta thích được thì phải dùng cái hình thức là nhạc nhẹ thì mới chuyển tải được. Chứ anh theo cái lối dập khuôn như của cổ điển như của ngoài Bắc thì người ta không thích. Thì cái đó thì nó phù hợp với là cái dân chúng ở trong Nam, cái vùng mới giải phóng. Còn ca sĩ thì lúc đó thì chúng tôi đã mời những ca sĩ nổi tiếng lúc đó như là chị Thanh Lan, chị Họa Mi, chị Lan Ngọc, chị Hồng Vân. Đấy là những chị anh chị em lớn tuổi, hay là ca sĩ Anh Khoa. Và cái lớp trẻ sau này đã cộng tác với chúng tôi như là Cẩm Vân, Bảo Yến, Nhã Phương, Kim Yến, hoặc là Trang Thanh Lan, rồi Quang Bình. Thì nói chung là nếu mà kể ra thì nhiều lắm. Thì hầu như tất cả những anh em mà nghệ sĩ Sài Gòn lúc đó họ rất muốn cộng tác với đài truyền hình. Đấy, bởi vì qua cái đài truyền hình thì tiếng hát của họ cũng như là tiếng đàn của họ mới được đến với công chúng. Và tất cả những cái tác phẩm mà anh em viết ra lúc đó rất nhiều, đấy, thì qua cái đài truyền hình đã đến được với công chúng một cách rất là nhanh chóng. Thì cái đó là một cái mà công việc của chúng tôi đã đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội lúc đó. Có thể nói, màn ảnh nhỏ đã góp phần quan trọng vào việc tạo nên một thời kỳ thịnh vượng của nghệ thuật trình diễn ở thành phố. Đó là các chương trình tân nhạc, cổ nhạc, nhạc nước ngoài, các vở kịch nói, cải lương, chèo, hát bội, các vở trong nhà ngoài phố, vân vân, lúc nào cũng làm say đắm lòng người. Nhờ ngài. Còn những binh sĩ không tên đã cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp này, sao họ không hề kể lễ với ai, cũng không nhờ ai kể lễ. Tôi đứng đây ngay trong lòng đất hứng, từng giọt nước quê hương đang nhỏ xuống thăm tình. Đây hay nước mắt những người thân yêu nhất của đời mình. Đêm cao biển dối dàng qua sông cửa, mang sương trắng dần giữa lối đi về. Lần gặp nhau đây là lần gặp gỡ sao. Rất nhiều nghệ sĩ tài danh đã đến được với đông đảo khán giả qua màn ảnh nhỏ. Rất nhiều nghệ sĩ trẻ có cơ hội để phát triển tài năng, nhất là qua các cuộc thi tiếng hát truyền hình. Cũng qua đó, chúng ta càng hiểu thêm lòng say mê và trình độ thưởng thức cao của người Việt Nam, yếu tố quyết định cho sự phát triển ca nhạc và sân khấu, cho sự xuất hiện nhiều tài năng lỗi lạc, xứng tầm với một dân tộc có tâm hồn bay bổng, lãng mạn và tài hoa. Thank you.
thì lúc đó Quỳnh Văn Thiện làm được giám đốc đài truyền hình. Hai anh em chúng tôi bàn với nhau về làm thế nào để cho truyền hình nó tiến bộ lên. Thì lúc đó từ cái đài truyền hình không có gì hết mà bắt đầu dựng lên. Rồi sau lần càng ngày mỗi một năm tôi về tôi càng tiến bộ. Từ đó tới nay tôi lại nói chuyện trên truyền hình rất nhiều, nói về đủ đề tài hết. Văn hóa nghệ thuật có, văn hóa ẩm thực có, văn hóa trang phục có, tất cả cái gì thì đều nói được trên truyền hình. Và ngay cho tất cả bây giờ là tôi năm nay là 95 tuổi rồi mà cũng vẫn còn được nói chuyện cho truyền hình, thì cái điều đó tôi thấy là cái sự liên quan mật thiết đó nó không có, có thời hạn nào mà bắt đầu, thời hạn nào mà chấm dứt. Tức là từ 76 tới bây giờ liên tục lúc nào hãy tôi về là có mặt tôi trên truyền hình. Nguồn máy bao năm qua của HTV luôn được vận hành nền nếp chuẩn mực, nhưng cũng luôn sẵn sàng cho bất cứ sự bùng nổ nào để theo kịp sự biến động của cuộc sống. Công việc ở đây chưa bao giờ buồn tẻ và nhàm chán. Đó chính là đặc thù của lao động sáng tạo. Suốt 40 năm qua và cả sau này, HTV cùng với mọi thành viên của mình luôn hiểu rằng một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất là những thành quả lao động được xã hội chấp nhận, là được đem lại niềm vui cho khán giả và được làm một mảnh ghép dù nhỏ bé nhưng cần thiết cho cộng đồng trong cuộc hành trình vĩ đại của thành phố thân yêu, của đất nước và của dân tộc. Tiếng nói quê hương, nói xa dặm trường, nói những phi thường.